Sáng nay ngày 12 tháng 10, đồn biên phòng Cửa Đại đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân và ngư dân có kinh nghiệm để tiến hành trục vớt và lai dắt các phương tiện bị nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã tiến hành trục vớt, lai dắt được 6 cano bị cháy. Đại diện đồn biên phòng Cửa Đại cho hay, do thời tiết mưa lớn, gió to, nước chảy từ thượng nguồn về mạnh nên công tác trục vớt các phương tiện bị nạn gặp nhiều khó khăn, nhưng lực lượng chức năng vẫn cố gắng khắc phục để trục vớt, lai dắt các tàu, cano vào bờ để phục vụ công tác điều tra sớm nhất. Hôm nay ngày 12 tháng 10, các lực lượng tiếp tục trục vớt 2 tàu gỗ còn lại. Trước đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 10, tại bến thủy nội địa Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An xảy ra vụ cháy phương tiện, gồm có 9 phương tiện tàu du lịch bị cháy, trong đó có 4 chiếc tàu gỗ, lửa đã thiêu rụi toàn bộ 3 chiếc, 5 chiếc cano cao tốc bị cháy hoàn toàn.